Chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự biện minh. Sự biện minh của đức tin có nghĩa là gì? Biện minh bằng ân sủng thông qua đức tin. Trong Kitô giáo, niềm tin rằng một người có thể đạt được sự cứu rỗi, cũng như xem sự cứu rỗi chỉ nhờ đức tin và dựa vào ân sủng của Thiên Chúa, chứ không phải qua những việc làm tốt. Tại sao chúng ta cần biện minh? Khi chúng ta biện minh cho niềm tin của chúng ta, kết quả là thường xuyên đến nỗi người khác, niềm tin đang bị thách thức. Và đây là nơi bạn tái nửa bên phải. Sự biện minh có thể liên quan đến niềm tin của người khác. Tuy nhiên, điều thực sự cần thiết để biện minh là nó liên quan đến sự hỗ trợ cho niềm tin nói chung, cả bên ngoài hoặc của chúng mình, của ở bên trong. Làm thế nào để bạn viết một vấn đề biện minh? Tính hợp pháp của sự chứng minh nghiên cứu có thể được thiết lập theo một số cách. Thứ nhất, cung cấp tài liệu tham khảo. Thứ hai, tham khảo một chính sách, báo cáo hoặc nguồn thông tin có uy tín khác. Thứ ba, cung cấp phác thảo chi tiết về bối cảnh, điều kiện, mối quan tâm, câu hỏi hóc búa trước tình huống. Thứ bốn, cung cấp một chai điện thoại hoặc bằng chứng từ kinh nghiệm cá nhân. Biện minh là một nghiên cứu, phải không? Nghiên cứu biện minh đề cập đến cơ sở lý luận cho nghiên cứu hoặc lý do tại sao nghiên cứu đang được tiến hành, bao gồm một giải thích có thiết kế về phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu. Các yếu tố của nghiên cứu yêu cầu biện minh. Biện minh cần thiết cho kiến thức không? Nói cách khác, chúng ta có thể nói sự biện minh, sự thật và niềm tin đều cần thiết cho kiến thức, nhưng chúng không đủ cho kiến thức. Có một điều thứ tự cụ thể là về cơ bản không có niềm tin sai lầm nào liên quan đến lý luận dẫn đến niềm tin. Điều này cũng cần thiết. Ý nghĩa của Kinh Thánh và sự biện minh là gì? Sự xưng công bình là một từ được sử dụng trong Kinh Thánh, có nghĩa là trong Chúa Kitô. Chúng ta được tha thứ và thực sự làm cho công bình trong cuộc sống của chúng ta. Kitô hữu tích cực theo đuổi một cuộc sống ngay chính trong ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa, ban cho tất cả những ai tiếp tục tin vào Ngài. Quốc phòng biện minh là gì? Biện minh là biện hộ trong vụ án hình sự theo một bị cáo đã bị phạm tội theo quy định, tuyên bố họ không làm gì sai, vì phạm tội đã nâng cao một số lợi ích xã hội hoặc chứng minh một quyền có tầm quan trọng như vậy và nó vượt xa sự sai trái của tội phạm. Làm thế nào biện minh liên quan đến sự cứu rỗi? Sự công bình là một từ được sử dụng trong Kinh Thánh, có nghĩa là trong Chúa Kitô. Chúng ta được tha thứ và thực sự làm cho công bình trong cuộc sống của chúng ta. Sự biện minh không phải là một lần duy nhất tuyên bố tức thời đảm bảo sự cứu rỗi vĩnh cửu. Bất kể con người có thể sống xấu xa như thế nào từ thời điểm đó, nó có nghĩa là gì để được biện minh bởi ân sủng? Biện minh bằng ân sủng thông qua đức tin. Trong Kitô giáo, niềm tin là một người có thể đạt được sự cứu rỗi, cũng như xem sự cứu rỗi chỉ nhờ đức tin và dựa vào ân sủng của Thiên Chúa, chứ không phải qua những việc làm tốt. Sự điên rồ là một cái cớ hay biện minh, phải không? Việc bào chữa điên rồ đề cập đến một biện pháp bảo vệ và một bị cáo có thể biện hộ trong một phiên tòa hình sự. Trong một vụ bảo vệ điên rồ, bị cáo thừa nhận hành động này nhưng khẳng định thiếu khả năng phạm tội dựa trên bệnh tâm thần. Phòng thủ điên rồ được phân loại là phòng thủ lý do thay vì phòng thủ biện minh. Bạn viết gì trong một nghiên cứu bệnh biện minh? Bước đầu tiên trong đề xuất nghiên cứu đôi khi được gọi là biện minh nghiên cứu hoặc tuyên bố về vấn đề. Bước này liên quan đến việc cung cấp cho người đọc với nền quan trọng hoặc các thông tin theo ngữ cảm mà giới thiệu các khu vực chủ đề và chỉ ra lý do tại sao các nghiên cứu là quan trọng.
Sự khác biệt giữa thánh hóa và biện minh là gì? Sự xưng công bình là tuyên bố của Chúa bằng một tội nhân, là công bình thông qua việc Chúa Giêsu Kitô. Sự thánh hóa là biến đổi của Thiên Chúa đối với toàn bộ con người tín hữu, đó là tâm trí, ý chí, hành vi và tình cảm thông qua việc của Chúa Thánh Thần. Martin Luther có ý gì khi biện minh bằng đức tin? Martin Luther đã viết về sự biện minh bởi đức tin. Sự biện minh xem ai đó là người công chứng trước mặt Thiên Chúa. Điều đó được thực hiện bằng cách có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Hơn nữa, điều đó có nghĩa là một người không được làm cho công bình trước Chúa bởi những việc làm hay việc tốt của họ. Mục đích của sự biện minh là gì? Trong thần học Kitô giáo, sự biện minh là hành động ngay thẳng của Thiên Chúa để xóa bỏ mặc cảm và hình phạt của tội lỗi, đồng thời tuyên bố sự công bình nhờ đức tin vào sự hy sinh chuộc tội của Chúa Kitô. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.